Cái gì đấy? Không có gì. Giơ cái cốc. Em làm sao thế? Em mệt à? Không sao cả. Sơ ý thôi. Có thật là em không sao không? Em bảo không sao. Đi ngủ đi. Chào chị đến mua xe ạ. Chị thích đi loại xe nào, để em còn tư vấn ạ. Tôi đến hỏi một chút việc ạ. Vâng, chị cần hỏi gì ạ? Chồng tôi mấy hôm trước có đến đây để mua một chiếc xe. Tôi muốn biết thông tin. Việc này em không thể trả lời được. Em sẽ hỏi lại ông chủ. Vâng. Xin lỗi chị, về chuyện này bên em không thể cho chị biết được, vì đây là thông tin bảo mật của khách hàng, mong chị thông cảm cho. Chị ơi, cháu xin lỗi ạ, cháu nói rồi mà chị cứ xông vào. Cháu cứ ra ngoài bán hàng đi. Chào. Dạ vâng ạ. Dạ, chào anh. Mấy hôm trước chồng tôi có sử dụng số tiền lớn để đến đây mua một chiếc xe, nhưng lại không thấy anh ấy mang xe về nhà. Anh có thể cho biết chủ đăng ký xe là ai được không ạ? Kìa em, về lâu rồi sao không thay quần áo đi? Làm sao thế? Lại đau dạ dày à? Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra với anh. Vợ chồng với nhau, em cứ im lặng như thế này, anh không biết thế nào mà lần đâu. Kìa em.